Xin chào các bạn, mình là Sang. Cảm ơn các bạn đã trở lại với An Tánh California Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay sau một ngày đi làm về thì mình sẽ chia sẻ cách bón phân cho cây táo tàu của mình. Các bạn thấy sau lưng của mình là cây táo tàu. Cây táo tàu GA866 đó các bạn. Bây giờ đang ra lá rất là tốt. Thì mình sẽ bón phân cho cây táo tàu này hôm nay nha các bạn. Thôi mình bắt tay vô nha các bạn nha. Đây, các bạn thấy cây táo tàu của mình ha. Bây giờ nó ra lá rất là sum xuê xanh. Đó. Mình đã tỉa những cái nhánh khô hết rồi. Cây này mình mua cũng được năm thứ hai rồi các bạn. Lúc mình mua nó cũng đã được 6 feet rồi. Phân cá Ocean Forest, lúc nào mình cũng xài cái này cho cây ăn trái. Còn đây là cái Fishbone Meal đó các bạn. Để mình nói một tí về Fishbone Meal. Thì trước khi mình bón phân cho cây táo tàu thì mình sẽ chia sẻ một chút xíu về cái loại phân Fishbone Meal. Mình sẽ để cái hình cho các bạn coi. Mình xài cái loại của Down to Earth, cái loại đó là Organic. Lúc nào mình cũng nói với các bạn là bón phân Fishbone Meal, nhưng mà mình chưa có giải thích kỹ càng về Fishbone Meal nó có công dụng gì. Thì Fishbone Meal thì người ta làm bằng xương cá nha các bạn. Và nó cũng phải mất thời gian khoảng 3 tới 4 tháng để nó phân hủy. Quá trình nó phân hủy là những con giun trong đất, những cái con bacteria trong đất nó sẽ ăn những cái phân cá này, rồi nó sẽ thải ra cái phân tốt hơn để cho cây mình hấp thụ. Và cái phân cá này nó sẽ giúp cho phát triển bộ rễ và cho ra bông, kích thích cho ra bông nhiều. Vậy giờ tốt cho trái nữa các bạn. Thì thôi bây giờ mình sẽ bắt tay vô bón phân nha các bạn ha. Thì khoảng mấy tháng trước mình đã bón phân 14-14 cho cây táo của mình rồi. Tất cả cây trái trong vườn của nhà mình là khoảng đầu xuân là mình sẽ bón phân 14-14 Osmocus. Cái loại đó là loại phân hóa học cho nên mình rất là hạn chế bón, mình chỉ bón một lần một năm thôi. Thì lúc nào cây mình cũng bón một nắm tay như này các bạn thấy những hộp đây là còn phân này, nó chưa tan hết nè, phân tan chậm đó. Hộp phân nè là hộp phân 14-14 nè các bạn. Mình bón thì mình rải đều xung quanh gốc ha. Thì đây là cái thùng phân xương cá của mình mua nè. Mình mua một cái bao 50 phao luôn các bạn. Những cái tiệm nursery đều có hết ha. Thì mình sẽ bón cho nó là hai nắm tay của mình. Cái này cũng bụi các bạn cẩn thận ha, nhẹ nhẹ tay thôi. Thì mình sẽ rải vòng vòng đây nè các bạn. Bụi lắm các bạn thấy không? Mình nghĩ các bạn nên đeo khẩu trang ha. Mình làm rất là nhẹ nhàng, cố gắng nè. Cái phân này mình bón thì mình nên bươi cái gốc ra, bươi đất ra rồi mình chôn nó lại. Lý do là sao các bạn biết không? Cái phân này là cái xương cá cho nên nó có cái mùi nó quyến rũ những con thú hoang ha. Là cái mùi từ xương cá đó các bạn, thì nó sẽ làm cho những cái con thú, một con mèo, con đồ nó tới nó bươi gốc của mình, cho nên mình bươi lên xong rồi mình cho cái phân vô, xong rồi mình lấp đất lại nha các bạn. Xong rồi mình phải tưới nước, lúc nào cũng vậy, mình vừa bón phân xong mình phải tưới nước nha các bạn. Sau đó, sau khi mình cho hai nắm tay phân xương cá vô thì bây giờ mình sẽ bỏ khoảng 10 giá này vô, 10 giá phân cá vô. Phân Ocean Forest ha. Để cây này mình trồng trong chậu cho nên mình dùng đất, dùng trong chậu nè. Hy vọng năm nay cây này có trái để mình ăn nha các bạn. Cây này là loại táo ngon nè, GA866 đó các bạn. Trái dài, giòn ngọt. Cây này mình mua gần 2 năm trước là 100 đồng đó các bạn. Mua ở cái nursery gần nhà mình.
Đây thì mình bón đất xong thì mình chảy cho nó đều ra trời nè các bạn. Rồi một chút xíu mình sẽ tưới nước cho nó, tại vì giờ trời còn hơi nóng nha. Thì đặc biệt mình xin chia sẻ cho những bạn lần đầu tiên mới trồng cây ha, thì mình bón phân lúc nào cũng vậy, mình bón chiều mát, với lại tưới nước cũng vậy nha các bạn. Tại vì trời nóng mình không nên bón phân, thường thường là sáng sớm hoặc là buổi chiều, hoặc là trời mát không có mặt trời luôn nha các bạn. Cây táo năm nay tốt đi. Để mình chia sẻ với các bạn một chút xíu ha. Cái cây cherry này hôm bữa mình mới vừa bón phân đó các bạn. Mình chỉ bón phân Ocean Forest thôi mà thấy hôm nay trời gió cũng dữ dội lắm, nhưng mà trái nó đậu cũng cắt cũng rất nhiều các bạn thấy không. Đây có trái này, cái cây của mình nhỏ cho nên cũng có trái cũng ok thôi chứ không có thật là nhiều. Mình thấy là nó đậu trái cũng khá khá đó các bạn, năm đầu tiên nó ra được ra trái nha. Các bạn thấy mình chỉ bón một ít phân cá thôi. Đây trái này, lúc mình bón phân mà cây bang ra bông trái thì mình nên hạn chế tưới nước nha các bạn. Vì nếu mà mình cái cây đang ra bông ra trái mà mình tưới nước nhiều quá thì sẽ làm cho rụng bông rụng trái nha các bạn. Còn mình thiếu cũng không được, nó cũng rụng như thường. Dạ. Với lại một cái cây đủ lớn đủ sức á, thì nó sẽ đậu trái nó giữ trái được, còn không thì nó tự đề xuất cái cây thôi, cái trái nó sẽ rụng. Cái gốc này mình mua cũng 2 năm rồi, hơn rồi. Mình chỉ trồng trong cái thùng này thôi, cái thùng này khoảng 27 gallon. Một cái thùng xanh này 55 gallon. Đây là cây mận hôm bữa mình mới cắt tỉa với mình phun thuốc cho nó ra bông đó các bạn. Bữa nay mình thấy nó nhú chồi rất nhiều các bạn. Nó ra bây giờ nó đang ra chồi non, từ mấy cái chồi non này nó mới ra bông các bạn. Lớn là cũng vậy nè, mình thấy nó ra rất là nhiều quá. Đây mình thấy một chùm bông ở đây rồi nè, một chùm bông nụ đây rồi nè. Đây right here, các bạn thấy không, đây là cái nụ của cây mận đó các bạn. Hy vọng năm nay mình có mận ăn nha. Cây mận này á là mình trồng từ hạt lên các bạn, mình trồng từ hạt lên. Lúc năm 2015 mình đi xuống dưới Nam Cali mình chơi, mình lấy hột về mình trồng được hai cây mận từ hột lên hết các bạn. Một cây mình còn trong thùng, một cây mình bỏ xuống đất rồi. Thì mình cảm thấy là cây mận lúc nào mình trồng từ hạt lên á, cái sức đề kháng nó cũng mạnh hơn là cái cây mình mua chiếc nhánh. Mà qua một mùa đông thì cây mình còn lá xung xê, nó không có rụng luôn các bạn. Song song nói về trồng từ hạt thì nói trồng từ hạt thì cái cây này, cái cây táo tàu này mình trồng cũng từ hạt lên nè các bạn. Và ở trong cái nhà mình bao lại thì nó ấm hơn ở ngoài, cho nên bây giờ cái cây này nó đang ra bông nha các bạn. Cây này là cây táo tàu mình ươm từ hột lên. Cái quá trình ươm hột nó hơi cực nhưng mà mình cũng đã thành công nhiều cây lắm. Các bạn thấy không, cây nè đang ra bông rất là nhiều ha. Cây này là mình chưa có kịp bón gì luôn, mình để trong nhà kính hôm nay đó. Thì lúc nào mình cũng thích trồng những cái cây từ hạt lên á, nhưng mà mình phải cần có thời gian. Thời gian nó rất là lâu nó mới ra trái nha các bạn. Năm ngoái thì cây này cũng ra trái nhưng mà ra trái ít thôi các bạn. Thì cây này giống như mình nói là mình chưa kịp tỉa gì hết, mà bây giờ mình thấy nó ra bông, sẵn mình quay cho mấy bạn coi luôn nè. Mình đáng lẽ là những cái nhánh khô này mình bẻ bỏ hết.
Đây cũng là một cây khế mình ươm từ hột lên, là các bạn khế chua. Cái hạt này cũng là từ ở dưới Nam Cali, ở đâu má mình đem về mình ươm nó lên là các bạn. Cũng được một năm mấy hơn rồi đó các bạn. Mình nghĩ chắc phải tốn 1-2 năm nữa mới ra trái được. Cây này là cây ổi Đài Loan không hạt ha. Cây này thì mùa đông nó yếu hơn những cây khác, nó sẽ rụng lá hết. Bây giờ thì nó đang ra chồi nè các bạn. Ổi Đài Loan không hạt. Vài bữa nữa mình sẽ tiến hành giúp nhánh một cốc ổi của mình. Mình có một cốc ổi mình nuôi được khoảng 3 năm, mình sẽ ghép một loại ổi Thái không hạt với một loại ổi Đài Loan không hạt vô cái gốc nha các bạn. Để mình cho các bạn coi cái gốc nha. Thì đây là cái gốc ổi mình sẽ tiến hành ghép nhánh vô đây nha các bạn. Mình có hai nhánh hai bên rồi mình sẽ cắt hết, bỏ hết cái này toàn bộ. Rồi mình cắt ngắn xuống khoảng tới đây. Rồi mình ghép hai nhánh ổi vô đây ha. Gốc này cũng to rồi các bạn thấy không? Mình xin tạm dừng chia sẻ của mình ở đây nha các bạn. Sau một ngày làm việc về thì mình muốn chia sẻ với các bạn một chút về bón phân cho cây táo hôm nay, với lại một chút xíu về vườn cây của mình nha các bạn. Còn rất là nhiều cây nhiệt đới, bữa nào mình sẽ làm một cái video tổng hợp vườn cây của mình cho các bạn xem nha. Thì bây giờ thì mình xin tạm dừng video đây. Mình xin cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi video của mình. Bây giờ thì mình xin bye bye các bạn nhé.